Hello mọi người, Ly đang dẫn hai đứa cháu của mình đi hớt tóc ở 30 size số 8 Châu Văn Liêm, quận 5 nhé. Hai đứa cháu của mình rất là thích cắt tóc ở nơi này. Trước tiên, Ly xin giới thiệu đây là quang cảnh của tiệm tóc 30 size mà Ly dẫn hai đứa cháu đến đây cắt tóc. Còn về phần phí mà cắt tóc cho mỗi bé thì mỗi bé phí phục vụ và cắt tóc luôn là 70.000, luôn gội đầu và cắt tóc. Nói chung giá cũng rất rẻ, soi rẻ hơn những nơi khác nữa. Những tiệm tóc nam bây giờ cũng là 50k, chứ đâu có ít gì đâu mà tính mà gọi đầu mà tính thêm nữa. Còn riêng ở đây thì không có. Rồi, bước đầu tiên là bước gọi đầu. Gọi đầu xong mới được cắt tóc. Mà khi gọi đầu thì còn được massage đầu, cẳng dậy lưng cũng được massage nữa. Cái ghế là ghế massage cho nên ôi trời ơi, thật là sướng. Vừa được massage đầu, vừa được massage lưng, mà vừa được hai cô chân dài chăm sóc cho cái đầu của mình thì còn gì tuyệt bằng nữa. Rồi, cắt cái đầu Quang Hải nha. Rồi, ngón cắt gì nói chú luôn. Bây giờ là bước thứ hai, là bước cắt tóc. Bây giờ mọi người hãy cùng xem các anh thầy chỗ tài nhé. Chú anh này hát hấp tác, tôi cắt tóc rồi nha. Rồi đó. Sai có một cái lợi là như vậy nè. 30 sai có một cái app. Khi mình tải cái app về, mình đăng ký vào đó thì trong đó sẽ có tất cả những gì mình cần biết, thông tin hay là kiểu tóc, giá cả, tư vấn, cái gì cũng có, cho nên rất là tiện. Cho nên trước khi tới đây, hai đứa cháu mình đã chuẩn bị trước những kiểu tóc rồi, cho nên vào đây chỉ việc được cho các anh thợ cắt tóc và thế là ngồi lên ghế là cắt thoải mái luôn. Xây xong tạo kiểu tóc, vậy là hết rồi đó. Thứ tư nữa, bước thứ tư là biết tính tiền. Không tính tiền ai cho về, không thôi là bắt lại đó.
Rồi, hai bé đã cắt tóc xong rồi. Bây giờ đến công đoạn cuối cùng là công đoạn trả tiền. Nếu không trả, người ta sẽ bắt ở lại nhốt luôn. Lúc đó không ai cứu nữa là mệt nữa. Mà bây giờ trả tiền sẽ có một cái thao tác nhỏ nhé các mọi người. Đó là thao tác xác nhận khi mình đã trả tiền. Và xác nhận khi mình đã trả tiền xong rồi, mình sẽ xác nhận lại là mình có hài lòng hay là không hài lòng. Nó cho mình 5 cái biểu cảm ở trên màn hình cảm ứng. Rồi lúc đó mình tự chọn, mình cảm thấy mình không hài lòng thì mình chọn không hài lòng. Còn cảm thấy mình rất hài lòng thì mình chọn rất hài lòng. Đó. Nhưng mà cách tính tiền của nó là tính tiền từng người một nha, chứ không có là hai người vô tính luôn, hai người chung có tính từng người trước, người đầu tiên trước xong tới người thứ hai thì mới gộp tiền lại và bắt đầu mới thối tiền vậy đó. Nói chung các phục vụ rất là tốt, mình cảm thấy rất là ưng ý, hứa hẹn lần sau sẽ lại đến thêm vài chục lần nữa. Nay cắt tóc làm sao? Vui hả? À, thích không? Vậy món này cắt nữa nha. À, ok, bây giờ đi về ha. À, đi về khoe. Rồi, không mưa giờ thành trời mưa luôn rồi đó. Đứng đây đây, đứng đây đây, đứng đây đây. Ok hả? Rồi, rồi. Rồi, chứ hả? À, listen. Rồi. Đây chuỗi cắt tóc 30 size đối diện bưu điện quận 5 nha. Đó, rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Lý Kim Hương xin chào mọi người, bye bye, hẹn gặp lại những clip sau nhé, bye bye.